Truy cập ngay robotsiêurẻ.com, website bán robot rẻ nhất Việt Nam và cực kỳ uy tín. Ngoài ra, chỉ với 10.000 đồng, bạn sẽ có cơ hội sở hữu lên đến 8.000 robot. Còn chăng chơi gì nữa, nhanh tay truy cập ngay robotsiêurẻ.com để hút robot cực rẻ nào. Cam kết rẻ nhất thị trường, không rẻ không lấy tiền. Ok, và hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình, và mình là Đô đây. Ok, và clip ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Project XL nha anh em. Lâu lắm rồi chúng ta không chơi nó đúng không nào đấy. Lâu lắm rồi không có clip về em nó. Thôi hôm nay quay clip về em nó đi chứ ha. Ok, thì thật sự thì Project XL của chúng ta đang chuẩn bị cho một cái đợt update gọi là 4.0, nên thật sự là giai đoạn này là cái giai đoạn mà anh em nên cày cuốc để chuẩn bị cho update sắp tới ha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video mà mình nghĩ là sẽ rất là nhiều anh em ghét luôn, đảm bảo luôn. Sẽ có rất là nhiều anh em thả cho mình những cái dislike buồn lắm cơ, nhưng mà thôi anh em đừng làm như vậy. Đừng làm vậy, mình buồn lắm. Hãy thả cho mình cái like, cái comment và cái subscribe đi nha. Ok, và content ngày hôm nay của chúng ta đó là gì? Sau một hồi suy nghĩ gọi là vặn cả não ra đấy, vặn hết chắc xám ra, thì cuối cùng mình thấy được rằng dạo gần đây mình làm người tốt quá nhiều anh em ạ. Tôi đã làm người tốt quá nhiều rồi, tôi đã gọi là hướng dẫn cho anh em các thứ rồi đấy, làm người tốt nhiều quá nhưng mà anh em có thèm like cho tôi đâu. Nên tôi quyết định ngày hôm nay mình sẽ đi làm người xấu anh em ạ. Tôi sẽ làm người xấu trong một ngày hôm nay. Tôi sẽ đi đùa xác tất cả những người nào ở trong server thường anh em ơi. Nghe nó hấp dẫn chưa đấy? Anh em thấy natural của mình hiện tại là 59. Dương có nghĩa là người tốt mà âm có nghĩa là người xấu anh em ạ. Và bây giờ mình quyết định mình sẽ trở thành người xấu anh em ơi. Tôi sẽ làm người xấu, không làm người tốt nữa. Đấy là người tốt, hướng dẫn các thứ mà anh em có thèm like đâu. Và ok, trước khi đến với clip thì đầu tiên là mình gọi là phải xin lỗi những anh em nào mà bị mình đổ xác trước đã. Đấy, mình sẽ ra server thường và cầm cái gọi là bi rớt kèm theo cái Dodonomi. Đấy, một combo cực kỳ điếm thúi luôn. Một combo phải gọi là điếm thúi vãi chữ để đi đổ xác những anh em khác anh em ạ. Nên mình cũng xin lỗi những anh em nào mà bị mình giết nha. Và điều tiếp theo đó chính là mình rất là mong anh em sẽ để lại cho mình một like, một subscribe để giúp mình đạt được con số 25.000 sub, 30.000 sub và nhiều hơn nữa nha. Và ok, còn chẳng chơi gì nữa, cùng nhau đi đùa xác thôi nào, let's go. Wow, amazing. Ok, và mình đã vào được một server thường rồi anh em ơi. Và bây giờ thì mình gặp ai là mình đùa xác lấy. Đây, mục tiêu đầu tiên của chúng ta. Đấy, R vào chọn luôn C nào. Đấy, trời ơi. Rồi người đầu tiên, nhưng mà có vẻ như là thanh niên này mình thấy có ai đó. Khi nào mà anh em lên được bảo ti ấy, thì nó sẽ hiện cái chữ là everyone dislike that, đấy có nghĩa là mọi người không thích điều này. Nhưng mà thanh niên này hình như là bị cái gì natural hay là sao đấy, nên đâm ra là mình giết thanh niên này không được bảo ti anh em ạ. Đấy, hơi cay ở chỗ đấy. Rồi có ai không ta, có ai để đồ xác không ta? Trời ơi, mình sẽ ra những cái bãi farm ha. Mình nghĩ là những cái bãi farm sẽ rất là nhiều người đây. Chạy đi đâu bạn ơi, chạy đi đâu con sâu. Ui dồi, thanh niên này ít level quá, giết không được anh em ạ, phải chưởng thật. Ui trời ơi, rồi lại thêm thanh niên ít level nữa. Trời má ơi, sao đến tận bây giờ mà vẫn còn nhiều người ít level vậy? À, bên này có thanh niên 400 mấy này, chơi luôn. Ôi trời ơi, chơi luôn. Rồi. Rồi. Ui dồi, mình không ui lên được 83 này, what the hell. Tôi đang muốn làm người xấu mà. Có nghĩa là thanh niên này là một cái người gọi là người xấu sẵn rồi anh em ạ. Đấy, nên đâm ra mình giết thanh niên đấy, mình sẽ được cộng bao ti là lên dương các ông ơi, chứ không phải là âm nữa. Ôi trời ơi, tôi muốn làm người xấu. No, tôi không muốn làm người tốt đâu. Trời ơi, phải đi kiếm người khác thôi. Ok, mình lại vào server khác rồi anh em ạ. Server đấy chẳng có ai để đồ xác cả anh em ơi. Đây, ở đây mình thấy là có rất là nhiều thanh niên đánh nhau ở đây này. Úi xời, ghê thế. Ghê thế bạn ơi. Ấy xời, bạn chơi ai đây? Bạn chơi ai đấy bạn ơi, bạn ơi. Úi xời ơi. Ui ôi, không thấy đường luôn các ông ơi. Vãi cả chữ thật. Rồi tôi không thấy thanh niên đấy đâu luôn. Đánh một hồi cái là không thấy thanh niên đấy đâu luôn. Rồi, dùng skill mà lag cả game luôn. Anh em có thấy lag không nào? Lag vãi chữ luôn. Úi xời ơi. Rồi, mình thấy là một lấy 155 công. Ôi ôi, cái gì vậy? Tôi muốn làm người xấu cơ.
Rồi, và mình lại vào một server thường khác rồi anh em ơi. Trời má ơi, mong là server này có ai đó là người tốt để tôi giết người tốt xong rồi tôi mới bị trừ cái raid không ạ. Đây, điểm này là điểm raid nha, điểm bounty là ở phía trên nha anh em. À, bên này có mấy bạn người tốt này, à, mấy bạn này chắc là đang farm tích cực lắm này rồi. Đứng từ xa và vứt chiêu vào thôi. Chơi nào. À, có ai ta, dính không, dính không. Rồi, có vẻ là dính rồi, có vẻ là dính rồi. Ui xồi ôi, chết luôn. Ôi, thế béo nào mà lên 159 là sao? Ơ kìa. Ơ sao càng ngày nó càng lên vậy ta? Ô đô, mình muốn làm người xấu cơ. Trời má ơi, kiểu này là hỏng rồi. Tôi phải là phải đi gọi là kiếm người khác để giết tiếp thôi anh em ơi. Đây phía bên này mình thấy có một bạn đang lướt lướt nhảy gì này chơi luôn ha. Rồi, hello man. Ôi ôi, rồi, thanh niên ô chết luôn ạ. À. Ôi mình vẫn là 159 đây. Trời server này nó yên bình quá các ông ơi. Server nó quá là yên bình không ạ. Rồi mình mới vào thì mình thấy server này đánh nhau rất là gắt luôn em ơi. Chơi luôn. Rồi thanh niên đó rồi. Thanh niên mới vào mà đã thấy đánh nhau chí chóe rồi em ạ. Mình sẽ thử xem thanh niên đấy đâu rồi. À đây. Đấy trời ơi rồi. Xe nào. Vứt chiêu vào. Đấy bắn vào nào. Úi trời ơi. Lassi bùa luôn. Rồi không biết là có giết được thanh niên nào không. Ơ kìa không giết. Ui vẫn là 159. Mình giết người được rồi nhưng mà vẫn là 159 anh em ạ. Là sao? Cái đây nó sai anh em ơi. Trời má ơi, cái điểm gọi là tính cái điểm tính rẹp vào trong này nó khó hiểu lắm anh em ạ. Có vẻ như nãy giờ mình toàn là giết người xấu không nên thành ra là mình không bị trừ rape anh em ơi. Vẫn là 159 này. Gặp ai đồ sát nấy mà vẫn là 159 thế mới thần kỳ chứ. À thanh niên này có gọi là Bandai luôn là chắc là xịn sò lắm này. Chơi luôn nào. Ấy trời ơi, rồi chết chưa? Ủa, vẫn chưa chết hả? Ôi ôi, này vẫn là 159 anh em ạ, nó không thay đổi gì luôn. Ôi ôi, sâu sát thế. Để coi thử mấy thanh niên nó chát cái gì nè. Ui, mấy thanh niên nó vẫn gọi là không quan tâm anh em ơi. Bị giết là chuyện bình thường hay gì ấy. À, thanh niên định đánh mình. Thì ra bạn chọn cái chết bạn ơi, bạn sai rồi. Bạn đánh mình là bạn sai rồi. Rồi, đồ sát hết toàn server. Đấy. Đi tới đâu là đồ sát. Ui, âm 41 rồi anh em ơi. Wow, mình vừa giết ông nào đây xuống âm 41 rồi này. Amazing with job. Wow. Ôi ôi, thanh niên này cũng thuộc dạng là tay to đấy. Mình vừa giết thanh niên nào đấy gọi là dương âm bounty rất là nhiều này. Nên thành ra là mình được xuống âm 41 luôn anh em ạ. À. Sợ thật chứ. Rồi, ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ê nào. Ê bắn nãy giờ bắn tung tóe luôn. Sao là âm 29 rồi. Ơ kìa. Cái này nó sẽ sai không ạ. Rồi ôi dùng skill cứ phải gọi là không thấy đường luôn. Không thấy đường luôn. Âm 23 rồi. Mình vừa giết được ông nào đấy rồi. Trời má ơi, không thấy cái gì luôn anh em ạ. Ok bảy. Ôi sao lại lên dương 77 rồi. Trời ơi tôi buồn quá. Tôi sâu sát quá con ơi. Trời má, nghe buồn thật chứ. Ô xuống là âm 23 này. Ơ hình như là mình giết thanh niên nào đấy ấy. À hình như là thanh niên này sao ấy anh em ạ. À. Để thử là đồ sát thanh niên này luôn nè. Hello. Ủa xong là âm 17 rồi. Cái chỉ số rape vào trong này nó lộn xộn quá con mà. Đánh một hồi tôi không biết được rằng tôi đang đánh ai luôn. Ôi server này có vẻ như là hết người để đồ sát rồi anh em ơi. Ôi dồi, nãy giờ đồ sát xuống được âm 17 rồi con mà. Wow. Xịn sò con bò thật chứ. Ok, tiếp tục đổi server nào. À, bên này có thanh niên nào dùng Mika thì phải anh em ơi. Em mấy thanh niên mà dùng Mika là thường mấy thanh niên pro đấy. Ui, sao lại lên 1 thế này. Cái buông đuôi như vậy. Ui ôi, đúng là cuộc sống không cho tôi làm người xấu anh em ơi. Nó bắt tôi làm người tốt anh em. Wow, thanh niên này dùng smoke vào mình. Thì ra bạn chọn cái chết. Bạn sai rồi bạn ạ. À. Ôi, sao lại lên. Sao lên 7? Ơ, lúc thì trừ 7 sao lên 7 lại này? Cái quần đuôi gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lên 19 luôn, ôi ôi. Em muốn làm người xấu. Trời, mới lên 37 luôn rồi này. Vãi cả nồi, thôi. Tôi nghĩ lại rồi. Tôi thay đổi rồi các ông ạ. Tôi thay đổi rồi, tôi không muốn làm người xấu nữa. Tôi muốn làm người tốt. Làm người xấu rất là khó con ơi. Trời má ơi, bình thường người ta gọi là làm người tốt thì khó, làm người xấu thì dễ, nhưng mà không anh em ạ. À. Trong tự game mà đi đồ sát một hồi cái là tự nhiên cái bounty của con nó tăng lên thành dương luôn.
đánh đi đánh lại một hồi nó tầm dương có không ạ? Thôi nghĩ không làm người xấu nữa, đi làm người tốt tiếp đây. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và nếu đến thích video này, nhớ cho mình một like và một subscribe. Và anh em có những cái thử thách nào hấp dẫn thú vị hơn thì anh em có thể đặt ở phía bên dưới giúp mình nha, và mình sẽ thực hiện thử thách của anh em để xem nữa là mình có làm được không ha. Và ok, bye bye mọi người, và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye, tôi đi làm người tốt tiếp đây. Buồn thật chứ.